Bà báo Anh Nhi, cái dĩa bể có cách nào làm lành lại được không? ẹt. Bữa nay anh có chiêu đâu Đây nè anh, đây nè, đây nè, à, đây này nè. phải không? Anh sẽ ém vô nó. À, là cái dĩa lành lại rồi đó Ôi, anh chơi tôi một video. chứ sao cái dĩa bể rồi làm sao lạnh được thì tua ngược lên tay. Làm TikTok phải có cái điều thú vị cho anh em ta coi. Thôi, có gì đâu, lại đây ngồi ghế tự ăn luôn đi, đừng có để làm bể dĩa nữa, để cho anh đi quay cái nhà cho khách đi cho lẹ. Ngày hôm nay Nguyễn Nhi sẽ lên cho anh chị một cái căn nhà mới tinh tường, chưa có ai vô ở hết trơn, ngang 4m26, dài vô 12m rưỡi, 53m2 đất ở đô thị thuộc thành phố Hồ Chí Minh nha. Hẻm xi măng nè, anh chị thấy không? Xe ô tô tránh nhau, xe hơi đậu ngay chỗ này luôn. Cửa nhôm xin pha, bước vô phòng khách một cái, cầu thang, tay vịn gỗ kính nè. Nhà mới tinh hết à. Bếp, tủ bếp, chậu rửa, tủ treo, đèn led, có sân phơi ở sau, nhà vệ sinh dưới có luôn, nước nóng, nước lạnh luôn nha anh chị. Cái nhà này là có giấy phép xây dựng, bao làm hoàn công bởi vì đã được cấp biển số nhà thuộc đường Hương Lộ 80. Bước lên trên lầu 1 là có vệ sinh đây, một phòng ngủ sau, rồi một cái phòng ngủ trước luôn, tầng nào cũng có vệ sinh hết. Cửa ra ban công á là cửa trượt kéo rộng thoáng như vậy, có trồng cây sẵn luôn rồi. Bước lên trên lầu 2 cũng có cái phòng ngủ chỗ này, thông ra cái sân nắng giặt phơi chỗ này, có cái nhà vệ sinh ở đằng sau nữa. Còn thông ra phía trước đây là có phòng thờ cho gia đình. Đây, luôn ra ban công rộng vậy, cũng có trồng cây, có chỗ ngồi chiêu chiêu nhẹ nhẹ. Ba cái phòng ngủ, ba cái vệ sinh, sân phơi, phòng thờ, bếp, phòng khách, đầy đủ hết. Đây là một cái căn nhà mơ ước cho những ai tầm tài chính thấp, một gia đình có cha mẹ nè, ông bà và các con. Bởi vì sao? Nhà cửa đất đai ở thành phố Hồ Chí Minh luôn luôn là một cái mức giá đắt đỏ, bởi vì xung quanh này là đô thị, không thiếu gì bất cứ một cái tiện ích tiện nghi trong cái tầm bán kính mình di chuyển. Nhà thì mới tinh tươm như vậy, ba phòng ngủ thì gia đình ba thế hệ ở rồi, mình an cư lạc nghiệp. Những cặp vợ chồng trẻ làm một cái nơi mà trốn đi về sau những cái ngày làm việc căng thẳng, với một cái tầm giá anh chị nghe nè, 4 tỷ 3. Anh chị mình thấy rằng là hợp lý không? Vừa sổ hồng riêng, vừa có thể hoàn công được, người ta bao luôn mà. Thì gọi cho chính chủ chị Trang 0962 968 067. Nguyễn Di đi review bất động sản như vậy là không có ăn tiền cò, phần trăm môi giới, hoa hồng cái gì hết, được thù lao công quay phim rồi. 0903 644 679, số của Nguyễn Di. Anh chị mình có bất động sản cần review, gọi Nguyễn Di bằng số đó. Em chuyên đứng đằng sau thành công của người khác. Đam mê nên em quyết góp mặt với đời để phục vụ cho anh em giải trí, đem nụ cười anh em vừa ý, rồi sắm tiền comment khen một tí để em nó có thêm buồn đồng viên. Nguyễn Duy.